Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nhiều lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 8 tháng 11 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Với cước phí này thì được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị lô kiều vuông cánh trắng hàng về ạ. Hàng về rất là xanh tươi và đẹp, và hôm nay thì em hàng về nhiều và cái lượng lớn nên là em sẽ bán rẻ để cô chú anh chị sưu tầm, có thể kích hoa để nở hoa vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ 180.000 cho 1 kg hàng hôm nay. Thì kiều vuông cánh trắng thì bình thường cô chú anh chị lấy như ví dụ như năm trước đây thôi, giá của nó là 240 cho đến 250. Hiện tại thì hàng hôm nay là em chỉ bán với giá là 180 thôi. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình những cái giò kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng thì xanh và đẹp, cắt tỉa rồi cô chú anh chị nhé. Còn bên này là dòng long tu đá. Long tu đá em bán với giá chỉ 110.000 cho 1 kg thôi. Hàng xuống lá và thắt ngọn hoàn toàn rồi nên là rất là lợi cân luôn. Còn bên này là tam bảo sắc Tây Bắc ạ. Hàng không xếp như là hàng Lào, tuy nhiên thì sẽ dễ thuần, dễ chăm. Với những cái dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc này thì giữ được ngọn khá là tốt của chú anh chị này. Em bán xô nhé cô chú anh chị. Bán xô cả cây ngắn, cây dài. Với giá là 140.000 cho 1 kg ạ. Cái dòng này thì nói chung là dòng Tây Bắc thì cũng được rất là nhiều người chơi lan ưa chuộng. Có lẽ là bởi vì nó hoa của nó rất là thơm. Một cái thứ hai nữa là nó dễ, rất là dễ thuần luôn ạ. Và riêng cái dòng này này, cây cong, thực ra thì như em lại rất là thích cây cong. Bởi vì là với cây cong khi mà cái cây phát triển lên nó thế, nó vươn lên. Và khi mà ra hoa, những cái vài hoa của nó sẽ rủ ra phía đằng sau, nhìn rất là đẹp luôn. 140.000 trong 1 kg của chú anh chị nhé. Còn bên này là hoàng phi hạc, xanh mướt mắt luôn, những cái giả hành căng nù luôn của chú anh chị này, rất là đẹp luôn nhé. Hứa hẹn mùa hoa xuân rực rỡ ạ. Hoàng phi hạc em bán với giá là 130.000 trong 1 kg thôi. Hoàng lạp này, hoàng lạp cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cũng rất là xanh tươi và những giả hành rất là chắc khỏe luôn như vậy. Hoàng lạp với giá em bán là 120.000 cho 1 kg hoàng lạp. Long tu xuân hàng cũng nhiều cô chú anh chị này, thời điểm rất là đẹp trong năm để cô chú anh chị ghép cho mình những cái giò long tu xuân trên hoa xuân, hoa Tết nhé. Những cái giò long tu xuân này thì cô chú anh chị lấy bây giờ là thứ nhất là mầm nó đang bắt đầu là sưng mắt mầm thôi, và nụ cũng vậy, chưa có nụ nên cô chú anh chị lấy sẽ chơi hoa trọn vẹn, mà lá thì rụng hết rồi, mua rất là lợi cân rồi, rất an toàn luôn, thời điểm đẹp lắm luôn ạ. Em bán 200.000 cho 1 kg thôi, và em nghĩ rằng cái dạo nữa thì dòng long tu này sẽ lên giá, bởi vì bình thường như năm ngoái thì giá sỉ thì nó đã gần 200.000 cho 1 cân rồi. Đó. Hiện tại hôm nay em chỉ bán lẻ với giá là 200.000 cho 1 kg thôi nhé. Giáng hương đuôi chồn ạ. Cây khá là lớn cho hàng hôm nay. Giáng hương đuôi chồn. Hoa đặc điểm hoa rất là sai và bền luôn. Đuôi chồn 170.000 cho 1 kg. Và bên này là em có dòng hoàng thảo điện biên đông. Hoàng thảo điện biên đông hàng toàn thân tơ thôi cô chú anh chị nhé. Một dề một khóm như thế này, to bự luôn cô chú anh chị, có một mùa vàng rực rỡ luôn ạ. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Một dề to đùng như thế này chắc chỉ hơn 100.000 thôi nhé. Bên này là hoàng thảo vẩy rồng, những cái dề vẩy rồng với những cái thân bóng và rất là chắc khỏe luôn ạ. Hoàng thảo vẩy rồng em bán với giá là 110.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng này. Và bên này đây là dòng lan thạch hộc tía nhá, một loại lan, một vị thuốc. Cô chú anh chị nhìn những cái thân của nó ấy, rất là căng, rất là mướt khỏe luôn ạ. Cái dòng thạch hộc tía này thì nếu như nói về tác dụng dược liệu thì nó là một trong 7 loại dược liệu có tác dụng dược liệu quý giá nhất. Như là nói chung là nhiều lắm, cô chú anh chị có thể lên Google search cái là ra luôn. Em bán với giá là 320.000 trong 1 kg nhé. Cái dòng này cô chú anh chị trước đây một vài năm trước đây khi mà chưa nhân giống được nhiều, giá của nó là dao động trên 3 triệu cho 1 kg. Hiện tại nó chỉ có giá hơn 300.000 thôi. Đấy là giá thực tế, giá trị thực tế của nó đấy. Bởi vì là người ta đa số là người ta lấy về làm dược liệu, bởi vì công dụng dược liệu của nó rất là tuyệt vời luôn ạ. 320.000 trong 1 kg, cô chú anh chị sưu tầm cho mình để có một giò lan và một cái loại thuốc rất là quý trong gia đình. Và bên này là dòng lan cát lai A. Lan cắt một lá, mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Một giò lan cát lai A như này thì cũng rất là nhiều giả hành, từ 4 năm giả hành trở lên ạ. Thân rất là chắc và khỏe nhá.
Và đây là một trong những dòng lan mà dễ thuần, dễ chăm, hoa lại thì rất là đẹp và thơm nữa. Đây, cái chậu cát như vậy này cô chú anh chị này, căng khỏe ạ. Em bán một chậu cát như vậy chỉ với giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đó, và cô chú anh chị lấy phải mặt hoa nào thì em dám khẳng định rằng sẽ mặt hoa của nó sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng đâu ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là những cây vanda, những cây vanda rất là lớn ạ. Tất cả những cây này thì đều đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Tất cả đều đang nhú nụ. Và dòng vanda này khi mà sổ hoa thì bền và độ to của hoa cũng khoảng tầm 10 cm nhé. 150.000 cho một cây vanda. Hàng đang nụ rất là đẹp luôn như vậy. Rồi tiếp theo bên này đây là những cái chậu lan kiếm. Đây là những cái cây kiếm được gieo hạt tại Việt Nam nhé. Hàng lan kiếm gieo hạt tại Việt Nam. Được những nhà vườn của Việt Nam lấy những cây giống quý nhất, đẹp nhất của Việt Nam để gieo hạt và nhân giống tại rừng Việt Nam đã thuần trên 2 năm ạ. Đó, nên là cô chú anh chị lấy thì rất hết sức là yên tâm luôn, bởi vì nó đã phù hợp với cái thổ nhưỡng của Việt Nam rồi. Thứ nhất là dòng lan kiếm Hoàng Long. Cô chú anh chị biết rằng dòng lan kiếm Hoàng Long là một trong những dòng lan kiếm có mặt hoa rất là đẹp và đột biến rừng rất là nổi tiếng luôn ạ. Với giá em bán 150.000 cho một chậu 2 tép như thế này. Một chậu 2 tép nhá. Còn bên này là dòng lan kiếm Ma Thuật. Kiếm Ma Thuật với cái dòng lan cánh vàng lưỡi đỏ đẹp một cách mê hoặc luôn, 160.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan kiếm Phan Chí. À không phải kiếm Phan Chí mà kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế nhá, một chậu là một tép như thế này, dài rất là dài luôn. Em bán 100.000 cho một cốc kiếm xanh Huế này. Và trên này đây là những cái giò già hạc Pháp để cô chú anh chị chơi hoa Tết này, rất là đẹp luôn ạ. Mỗi một bảng già hạc Pháp như thế này cô chú anh chị nhìn cho em, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 thân nhá. Đủ mỗi một giò như vậy đủ cô chú anh chị có một mùa hoa Tết rất là xinh luôn ạ. Em bán một bảng già hạc Pháp như vậy với giá là 190.000 cho một bảng. Hàng này hoàn toàn ươm ki và dễ, rất là dễ dàng thuần và dễ thuần và dễ chăm, cũng như là rất là xoay hoa, hoa đẹp nữa cô chú anh chị nhá. Đó. Cô chú anh chị chơi hoa Tết này xong mình có thể thoải mái nhân giống được thêm một hai giò nữa. Một giò già hạc Pháp như thế này em bán với giá chỉ 190.000 thôi ạ. Và bên này là những cái cốc đen đô xuân, cô chú anh chị này, thân căng mướt luôn, rất là xanh và đẹp. Dòng đen đô xuân này thì nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Và hoa của dòng đen đô xuân này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, hoa rất là đẹp, to, bông hoa to và rất là bền hoa luôn. Kể cả những người mới ngắm được cái mặt hoa này đầu tiên thì cũng không khỏi trầm trồ, hoa cực đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đen đô xuân em bán một cốc như thế này, khoảng tầm 2 thân trở lên, với giá là 100.000 cho một cốc ạ. 100.000 cho một cốc. Nếu như cô chú anh chị lấy 2 cốc thì cũng có một cái giò rất là đẹp để cô chú anh chị trưng hoa Tết này rồi. Đó, và đồng thời là làm giống luôn rồi cô chú anh chị nhá. Em nói thật là cái dòng đen đô xuân này này, vừa rồi em có ý định nhập nhưng mà người ta bán một chậu chỉ có một thân thôi. Người ta đã bán lên đến giá trên 100.000 rồi, 101 rồi. Đó thì không thể nhập được, đến bây giờ thì em mới lấy được cái mối ở xỉ ở đầu mối. Nên là cái giá của nó xỉ bằng lẻ luôn. Em khẳng định là xỉ, lẻ bằng xỉ luôn cô chú anh chị nhá. Chỉ 100.000 cho một cốc đen đô xuân. Hàng thân rất là căng khỏe và rất là đẹp luôn như thế này. Và bên này là dòng lan giả hạc Di Linh Xuân. Dòng lan hoa nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Không chỉ đặc biệt nở hoa vào thời điểm Tết, mà nó còn có cái mặt hoa rất là đẹp nữa. Nên dòng già hạc Di Linh Xuân này thì được rất là nhiều những người chơi lan muốn săn tìm và trồng cho mình những cây lan để ra hoa Tết và ngắm cái mặt bông của nó. Một cốc như thế này có thể là hai thân hoặc là một thân rất là nù. Xuân này có thể nó có thể là bói hoa cô chú anh chị nhé. Em bán với giá một cốc như vậy là 80.000 cho một cốc thôi. Và nếu như chậu một thân thì nó sẽ dài từ 15 cm trở lên. Còn chậu hai thân thì nó sẽ ngắn hơn nhé. Đây, chậu hai thân này nó sẽ ngắn hơn ạ, nhưng mà cũng rất là mập khỏe luôn ạ. Còn bên này đây là những cái chậu hồ điệp nhá, dòng hồ điệp hoa đại ạ. Ngắm nụ không đã mê rồi cô chú anh chị này. Mỗi một chậu như vậy nó sẽ có hai nụ nhá. Nhìn nụ chi chít tua tủa và rất là to luôn. Hàng này thì độ bền của hoa là trên 2 tháng như vậy, nên là với những cây hồ điệp như thế này thì đến Tết cô chú anh chị mình vẫn còn thoải mái chơi hoa. Đó, đây này cô chú anh chị này. Như thế này rồi thì cô chú anh chị một dạo nữa nó mới ra hoa. Độ bền trên 2 tháng thì thoải mái đến Tết nhé. Và ở đây thì em sẽ có những cái màu rất là đẹp để cô chú anh chị sưu tầm như thế này. Đó, thứ nhất là cái màu cánh chớp này, trắng chớp này rất là đẹp luôn. Màu trắng lưỡi đỏ này, màu tím này, màu hồng má, màu má hồng này, đẹp ạ, màu đỏ này, màu xanh cốm này. Nói chung là cô chú anh chị sở hữu cái mặt hoa nào thì cũng sẽ rất là đẹp ạ. Và mỗi một chậu hồ điệp có hai ngồng hoa, chậu hồ điệp hoa đại hai ngồng hoa to mập ú ụ đẹp như thế này.
Đó, to mập ú ụ rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị. Em bán một chậu như vậy với giá là 70.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá 65.000 cho một chậu. Em dám khẳng định rằng đến Tết là những cái giò như thế này không rơi dưới 150.000 cho một cốc ạ. Đó. Và bên này đây là dòng lan kiếm nhá cô chú anh chị, dòng lan kiếm Thái được lai tạo giống từ hai cái mặt bông kiếm rất đẹp, đó là kiếm cánh vàng lưỡi đỏ và cánh vàng lưỡi trắng. Và đặc biệt là cái cây dòng lan kiếm này, cây mẹ của nó khi mà được tạo giống ạ thì bản lá 4 sen nhá. Cây này thì hiện tại là cũng chưa phải là cây lớn lắm, nhưng cô chú anh chị có thể thấy là cây lá ngắn và bản lá rất là to luôn, xanh và đẹp như thế này. À, khẳng định là cô chú anh chị khi mà lấy những cây lan này thì kiếm này sẽ đẹp từ thân lá cho đến hoa, những cái giò kiếm sẽ đẹp rất là đẹp về từ thân lá đến hoa. Một chậu kiếm như thế này thì hôm nay em cũng vừa vô tình lướt trên Face, người ta bán đến giá 200.000 cho một chậu luôn đấy ạ. Em bán cái cốc kiếm như thế này với giá là 140.000 cho cô chú anh chị sưu tầm nhá, 140.000 cho một chậu ạ. Rồi sang bên này đây sẽ là những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng hình, những giò lan thuần, những cái phần phi điệp tím, để giao lưu cùng cô chú anh chị những cái giò lan trên hoa xuân hoa Tết nhé. Trước tiên sẽ là những cái hình, một số hình phi điệp tím của hàng rừng vùng Cao Bằng ạ. Hàng rừng vùng Cao Bằng nhé. Và rừng vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị chơi lan thì biết rằng một trong những cái vùng miền mà được rất nhiều những người chơi lan ưa thích, bởi vì thứ nhất là cái mặt bông rất là đẹp của nó, thứ hai là cái thân lá cũng đẹp nhé cô chú anh chị. Nói chung là từ thân lá đến hoa không điểm nào chê được ạ. Em có hình số 1 với giá em bán 220.000 ạ, hình số 2 hai kiến nù 130, hình thứ 3 là một con kiến rất là to mập luôn, mập nù ú ụ luôn cô chú anh chị này, to gần bằng cái ngón tay cái của em luôn ạ. Hình này 250.000 ạ. Hình tiếp theo hình số 4 này bán 150.000, hình số 5 170.000 cũng là một con kiến nù, hình số 6 hai con kiến này 120.000 ạ. Và hình số 7 170.000 cho con này. À 180.000 cho con cũng rất là nù này. Hình số 8 130 và một cái dề cực đẹp luôn, một cái dề thân lá cực đẹp luôn. Thân rất là to luôn cô chú anh chị nhá, mà vàng xanh óng rất là đẹp ạ. Hai thân rất là to đẹp này. Dề này em bán với giá là 1 triệu đồng cho một cái dề hàng thân lá đẹp này, và không biết là cái mặt hoa của nó là như thế nào cho chính chị nhá. Tiếp theo hình số 10 130.000 cho cái con này cũng rất là nù luôn. Phải nói chung là đã là hàng thân nù của vùng Cao Bằng. Em khẳng định rằng khi cô chú anh chị trồng chăm sẽ không cái hàng thân lá, chưa nói đến mặt hoa của nó, thì sẽ chắc chắn là sẽ làm cho cô chú anh chị rất là mê. Tiếp theo là hình số 11 này, hình số 11 này. Một con này nó dài trên 30 cm nhá, em bán 100.000 thôi ạ. Và bên này, bên này đây là em có những cái dề hoàng thảo Điện Biên Đông. Dề hoàng thảo Điện Biên Đông em có bán hàng cân, mà em có bán cả hàng dề như vậy nữa. Em có cái dề này này là hình số 12, với dề to đùng luôn ạ, 180.000 cho dề này. Và hình số 13 140.000 cũng rất là xum xuê luôn cô chú anh chị này, đếm thân tơ không xuể luôn nhá. Tiếp theo hình số 14 110.000 của cô chú anh chị này. Hình số 15 chỉ 90.000 thôi cô chú anh chị, cũng có một cái dề để chơi hoa xuân này rất là tuyệt rồi. Hình số 16 100.000 thôi ạ, rất là đẹp luôn này cô chú anh chị. Hình số 17 này chỉ có 90.000 nhá. Đó. Rồi tiếp theo sang bên này sẽ là những cái giò hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Hoa của nó rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Hoa cực đẹp luôn nhá, với cái sắc tím hồng rất là đậm. Hoa sai nhá, cây thì không dài lắm nhưng hoa cực sai và rất là to đẹp luôn. Là mặt hoa của dòng hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Và dòng hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố này thì trước đây vài năm em mua thì phải nói là giá nó cực kỳ là cao luôn, nhưng hiện tại là nhập từ Thái ạ, rất là cao luôn. Tuy nhiên thì cái hàng này em nhập hàng Việt Nam, đã trồng tại Việt Nam mình, nên là cái giá của nó sẽ rất là rẻ luôn để cô chú anh chị sưu tầm. Hình số 18 160 thôi. 160.000 cho cái hình 18 này thôi nhá. Hình tiếp theo là hình số 19 170.000 ạ. Em còn không hiểu làm sao luôn, là vài năm trước đây một thân của nó 100 mấy, cho một thân dài khoảng tầm 35-40 cm, nhưng sao bây giờ nó lại dài lại rẻ đến như vậy luôn, em còn không hiểu luôn ạ. Đó. Hình tiếp theo hình số 18 160 này, hình số 19 170 này, hình số 20 170 này cô chú anh chị này, hình 21. Hình 21 cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. 180.000 và hình số 22 160 nhá. Hình 23 160.000 ạ. Hình số 24 160.000 và hình số 25 180.000. Nói chung là hạc vĩ này là một trong những cây hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố này, là một dòng lan hoa rất là đẹp, đáng sưu tầm luôn ạ. Còn bên này sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi nhá. Đây sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi Bắc. Dòng vôi Bắc chứ không phải vôi Lào. Vôi Lào thì nó sẽ hoa nó sẽ rất là nhạt, nhưng riêng với dòng vôi Bắc của nó thì hoa sẽ rất là tím đậm luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là hoa nở thực tế tại vườn em, ngắm là mê cô chú anh chị ạ. Cái sắc tím hồng rất là đẹp luôn như thế này, tím hồng, tím đậm,
và phớt hồng rất là đẹp luôn như thế này. Và ngoài cái vẻ đẹp ra thì nó còn rất là thơm nữa đấy ạ. Em có cái hình số 10-26 nhá, chỉ với giá 160 thôi cô chú anh chị nhìn này. Xung xuê rất là đẹp. Hình 17-160 ạ. Và hình số 18-150.000 thôi. Hình số 19 cũng 150. Hình số hình số 29 chứ. Hình đây là hình số 27 là 160. Hình số 26 26 là 160. Hình 29 là 150. Hình số 30 150 ạ. Hình số 31 là 160. 170 chứ. Hình tiếp theo, hình số 32 là 150, hình số 33 là 170, hình 34 160 ạ. Hình 35 150.000. Và hình số 36 160.000, hình số 37 là 150.000 này. Và hình số 38 là 150.000 ạ. Đây em vừa về hai phần vanda rất là xanh tươi luôn này, một bóc luôn cô chú anh chị này. Hai phần vanda mỗi một phần em bán với giá là 50.000 cho một phần nhá. Đủ cô chú anh chị làm cho một giò hoa rất là thơm nước mũi luôn này. Còn bên này là em có hai phần dáng hương đuôi cáo ạ. Em gọi đây là phần cáo số 1 này. Có một cây to rất là khủng luôn. Năm ngoái thì cái vòi hoa dài tít tắp luôn cô chú anh chị này. Dạ, cây này rất là đẹp luôn. Cái này ở trên rừng hơi xước lá một tí này. Cây số 2, cây số 3, cây số 4 và cây số 5. Đó, 5 cây cáo này. Đủ cô chú anh chị làm một giò rất là đẹp luôn ạ. Vừa bóc rừng zin rừng căng đét luôn. Hình này em bán với giá là 140.000 cho hình này cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là phần cáo số 2. Phần cáo số 2 em có một cây xếp đẹp không này. Cây số 2 này. Đó. Cây cáo số 3 này. Cây số 4 này cũng xếp cực xinh luôn này. Cây 5 này. Cây số 6 này. Cây số 7 và cây số 8 này ạ. Có 8 cây cáo nhá. 8 cây cáo hàng nhỡ nhỡ thanh niên rất là đẹp như thế này. Thêm một nhánh cái đùi gà của vùng Cao Bằng nữa. Cái hình này em bán với giá là 150.000 cho hình này ạ. Là phần cáo số 2 ạ. Và ở đây thì em có hai khúc vanda nhá. Này này. Khúc vanda này, hai khúc vanda số 1 này. Và khúc vanda số 2 này. Hai khúc vanda này em để với giá là 50.000 cho hai khúc vanda này đi ạ. Rồi ngoài ra thì em còn có đây. Một ít cái một phần này là cái gì đây nhỉ? Kiếm hồng hoàng 50.000 cho cái lô kiếm hồng hoàng này. Ngoài ra em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Rất nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan như hùng nguyễn 25.000 cho một lọ này. 50.000 cho một cặp nhé, hùng nguyễn ạ. 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Và super thai 85.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho 30.000 cho một lọ này. À đâu, B1 thái 40.000 cho một lọ chứ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Keo liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. Và cáp tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Và cái ba loại phân bón NPK dành cho ba phân bón lá, NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát cũng dành cho ba giai đoạn phát triển của cây nhé, đồng giá em cũng bán 30.000 cho một lọ. Đấy, phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đấy ạ. Và thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại với giá là 20.000 cho một gói. Duy đỏ 60.000 cho một ống. Atonic 10.000 cho một gói. Atonic rất là nhiều tác dụng luôn cô chú anh chị này. Atonic 10.000 cho một gói ạ. Và cái kim kim boom đặc trị thối nhũn cũng với giá là 20.000 cho một gói. Và cái bả sen 20.000 cho một gói nhá. Kim kim boom là 25.000 cho một gói ạ. Miếng bẫy rồi vàng là em bán với giá là 10.000 cho một miếng. Chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu với giá là 20.000 cho một gói. Cái hộp khối lượng lên đến 1kg 130.000 cho một hộp này. Em còn có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 30.000 cho 1kg, rêu rừng 50.000 cho 1kg ạ. Có chậu nhựa móc treo nhé. Và đặc biệt là có thêm sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi này. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Mỗi một lọ như vậy với thể tích là 10ml em bán giá là 40.000 cho một lọ. Hàng này thì rất là lành tính đối với lại sức khỏe cũng như là nó có những cái tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời như là giảm đau diệt khuẩn rất là hiệu quả luôn ạ. Mà nó không gây mùi và tạo cái mùi hương dịu nhẹ, tạo cảm giác an thần rất là tuyệt vời luôn.
Em vừa giới thiệu đến cho chú chị những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan.